Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Đây là buổi học số 2 ở trong khóa học kiến thức nền miễn phí đồng hành cùng với học văn chị Hiên để chúng ta ôn thi nhá. Xin chào các bạn. Những bạn nào đã vào học rồi thì các em điểm danh ở dưới phần bình luận giúp chị nào. Xin chào các em, xin chào các bạn. Chúng ta đang đến với buổi học số 2 rồi đây. Và cho chị biết là những bạn nào đã vào theo dõi buổi học này rồi nhở? Xin chào Quỳnh Anh. Các bạn khác nào? Chưa? Xin chào các bạn nha. Xin chào các em. Bạn nào đã vào học rồi thì hãy điểm danh ở dưới phần bình luận giúp chị nhé. Xin chào Phương Thảo. Xin chào các bạn. Buổi học hôm qua thì chúng mình đang ôn về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Và theo nguyện vọng của đa số các bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ ôn khổ 2, 3, 4, 5 và 6, những khổ thơ còn lại ở trong bài thơ này đấy. Đó, vậy nên là bây giờ chị đang rất mong chờ các bạn có mặt đầy đủ ở trong buổi học ngày hôm nay để mình sẽ bắt đầu ôn tập nhé. Xin chào Gia Hân nha, xin chào Lan Anh, xin chào các bạn. Ồ, lớp mình đâu hết rồi nhở? Các em có bạn bè ở trong nhóm ấy thì chúng mình hãy giúp chị là tag bạn bè vào, gọi bạn bè vào để học nha. Rồi, xin chào tất cả các em, xin chào các bạn. Không biết là do từ phía chị hay là do hôm nay chúng mình vào học ít nhỏ nên hiện tại chị mới thấy có một vài bạn vào thôi. Xin chào Ngọc Ngọc nha. Chúng ta đợi thêm một ít phút nữa đi để các bạn vào học đông đủ hơn, sau đó thì mình sẽ bắt đầu nhé. Trong lúc đó, những bạn nào đã vào học rồi thì các em mở lại phần nội dung đã ghi chép cùng với chị ở buổi ngày hôm qua để hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục ghi vào phần đó để hoàn thiện phần kiến thức về bài Mùa Xuân Nho Nhỏ nhé. Đây là một bài thơ rất hay và nổi tiếng của nhà thơ Thanh Hải, mà trong chương trình học kỳ 2 thì đây là một trong những bài thơ trọng tâm với dung lượng cũng không phải ngắn. Nếu như bài thơ Sang Thu được nhiều bạn nhỏ yêu thích vì có mỗi 3 khổ thơ thôi, thì bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ có đến 6 khổ thơ. Và nội dung phân tích ở từng khổ thì có khá nhiều các biện pháp tu từ, bởi vậy các em cần phải chú ý nhé. Rồi, xin chào các bạn, xin chào các em. Sau buổi hôm qua, chị thấy có nhiều bạn đã chụp ảnh điểm danh, không biết là các bạn đã được nhận tài liệu chưa? Hôm nay các chị đã đồng loạt gửi tài liệu cho những bạn nào mà điểm danh hợp lệ rồi đấy. Các bạn đã được nhận tài liệu chưa nào? Xin chào các bạn nhá, xin chào các em. Các bạn ơi, chúng mình vào học nha. Xin chào Nguyễn Trinh này, xin chào Hà Phương, xin chào Duyên, xin chào Phạm Duyên, xin chào Gia Hân. Thôi được rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nội dung của buổi ngày hôm nay. Bởi vì hiện tại là chị thấy cũng chờ thêm một ít phút nữa rồi. Nhưng các bạn có lẽ là một lát nữa bạn nào mà vướng lịch học thêm chúng mình sẽ vào học sau nhé. Đến với bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, ngày hôm qua chúng ta đã ôn tập để nhớ lại và hình dung về nội dung của khổ thơ thứ nhất. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Trong 6 câu thơ đó thì chúng mình có hai ý lớn là phân tích về vẻ đẹp của thiên nhiên mùa xuân và thứ hai là phân tích về cảm xúc của tác giả để thấy được tác giả đã sử dụng từng vần thơ để khắc họa nên một bức tranh thiên nhiên vào mùa xuân rất hài hòa này, sinh động và đậm màu sắc xứ Huế. Còn cảm xúc của thi nhân ở đó là một cảm xúc sung sướng, hòa mình vào thiên nhiên, say sưa, ngây ngất, đúng không ạ? Vậy theo dòng cảm xúc đó, có thể thấy vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên như là cái điểm khởi đầu, như là nguồn cảm hứng để rồi mở ra trong tác giả cái khát vọng hướng đến toàn thể đất nước. Vậy thì cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ đến với khổ 2 và khổ 3. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất
cả như xôn xao. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Chúng mình đến với khổ 2 và khổ 3 nào. Vẫn tiếp tục sử dụng cách học như ngày hôm qua. Thì bạn nào mà học đến đâu chúng ta ghi nhớ được kiến thức nào, các em có thể bình luận cho chị biết như là một cách để chúng ta trả bài ấy, đồng ý không ạ? Còn bạn nào mà không nhớ thì phải nhanh chóng ghi lại, đồng ý không? Rồi, đến với hai khổ thơ này, khổ 2 và khổ 3 thì mình sẽ phân tích lần lượt thôi. Trước tiên là với khổ 2 ạ. Nào, với khổ thơ thứ 2 nào. Khổ 2. Khổ thơ thứ 2 thì tập trung nêu về vẻ đẹp của mùa xuân đất nước. Và ở đó chúng mình sẽ cần phải lần lượt làm rõ cho các ý như sau. Ý thứ nhất là chúng mình sẽ chỉ ra điệp từ mùa xuân và điệp từ lộc, đúng không ạ? Nào, chúng mình có trước tiên là điệp từ mùa xuân này. Với đó là điệp từ lộc, mùa xuân người cầm súng, mùa xuân người ra đồng, rồi lộc lộc dắt đầy trên lưng và lộc trải dài nước mạ. Không những chỉ ra như vậy mà các em còn phải khẳng định và phân tích được tác dụng của biện pháp điệp ở đây là gì. Đã là điệp thì là người ta đang muốn nhấn mạnh, đúng không ạ? Tác giả đang muốn nhấn mạnh bởi vì nhắc đi nhắc lại một điều như thế mà. Nên biện pháp điệp ở đây vừa có tác dụng trong việc tạo nên cái nhịp điệu vui tươi rộn ràng của không khí mùa xuân đất nước, và đặc biệt là để nhấn mạnh rằng không khí của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi, đúng không ạ? Không khí mùa xuân. Hay nói cách khác, các em có thể dùng từ là khí xuân, sắc xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi. À, đồng ý không? Rộn ràng náo nức, làm toát lên cái cảm xúc rộn ràng náo nức, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai chúng mình không thể không nhắc tới, không thể không phân tích ở trong khổ 2, đó chính là từ lộc, đúng không ạ? Hình ảnh lộc nào. Khi mà phân tích từ lộc ý, thì chúng mình sẽ cần phải chỉ ra được các nét nghĩa của nó, những cách hiểu của nó, đúng không? Nào, trước tiên ạ, cách hiểu đầu tiên, nghĩa gốc đi. Chúng ta thấy lộc ở đây có nghĩa là gì? Lộc ở đây có nghĩa là gì nào? Lộc ở đây có nghĩa là gì nhỉ? À, trước tiên khi phân tích từ lộc chúng mình sẽ có nghĩa gốc nhá. Nghĩa là chồi non, là lộc biếc, đúng không? Là lộc non, là chồi biếc. Đó, là cành lá ngụy trang trên vai của người chiến sĩ đấy. Và đó cũng là những cánh mạ, những nhánh mạ non trên cánh đồng của những người nông dân. Đó là nghĩa gốc. Nhưng mà bên cạnh việc hiểu bằng nghĩa đó thì câu thơ lộc dắt đầy trên lưng và lộc trải dài nước mạ còn khiến cho chúng ta cảm nhận được một nét nghĩa nữa của từ lộc, đúng không ạ? Đó, chuyển theo phương thức ẩn dụ thì ta thấy lộc ở đây chính là ẩn dụ cho những điều tốt đẹp này, cho những điều may mắn này. Vậy khi kết hợp với những từ ngữ như là dắt đầy, hợp với những từ ngữ như là dắt đầy này, rồi gì nữa nhỉ? Trải dài, đúng không? Đây là những từ ngữ cùng mang nét nghĩa như thế nào các em? Dắt đầy rồi trải dài là những từ ngữ cùng mang nét nghĩa để khắc họa về về một lượng ít hay nhiều, về lượng lớn hay nhỏ, đúng không? Thì chúng ta dễ dàng xác định là ở đây nhấn mạnh về một lượng lớn này, về một lượng nhiều này, của điều gì? Của những điều may mắn tốt đẹp. Đúng không? Nên với nghĩa chuyển của từ lộc lại kết hợp với ý nghĩa của những từ dắt đầy, của những từ trải dài, giúp cho chúng ta cảm nhận được là chính những người cầm súng và những người ra đồng, họ như đang mang theo mùa xuân ở trên vai, trên lưng, và dường như chính họ cũng đang làm nên mùa xuân của đất nước. Bởi vì lộc ở đây là sức xuân, là sắc xuân, vẫn đang tràn ngập, đang trải đầy khắp nơi nơi mà. Đúng không ạ? Đấy, và bây giờ là gắn liền với hình ảnh của người cầm súng, người ra đồng nữa. Nên chúng ta cảm nhận là dường như mùa xuân, những điều tốt đẹp may mắn đang đến với công việc của họ, nhiệm vụ của họ, hay chính họ cũng đang làm nên mùa xuân của đất nước. Các bạn lắng nghe phần đó nhá, đồng ý không?
Đấy, thế nên sau khi chỉ ra ý nghĩa của từ lộc rồi thì chúng mình sẽ cần phải nêu được và phân tích được ý nghĩa của các hình ảnh, đó là người cầm súng. Ở đây để chỉ ai ạ? Để chỉ ai nhỉ? À, đó chính là để chỉ những người chiến sĩ ở ngoài mặt trận đang làm nhiệm vụ gì? Đang làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc. Thế còn người ra đồng để chỉ người nông dân, và họ đang làm nhiệm vụ lao động sản xuất để dựng xây đất nước. Hãy để ý vào cách mà tác giả dùng những từ ngữ để gọi những lực lượng này. Đây là hai lực lượng chính của đất nước ta lúc bấy giờ. Thì tác giả thay vì việc gọi họ là người chiến sĩ hay là người nông dân, thì tác giả dùng cái công việc, dùng cái nhiệm vụ mà họ phụ trách để gọi tên hai lực lượng đó. Là người làm gì? Người cầm súng. Người làm gì ạ? Người ra đồng. Đúng không các em? Thế nên là cách gọi bằng chính nhiệm vụ mà những lực lượng này đang phụ trách đã nhấn mạnh nhiều hơn cái công cuộc dựng xây và phát triển đất nước ở thời điểm mà nhà thơ sáng tác nên những câu thơ này. Hay nói cách khác là làm nổi bật lên cái không khí của đất nước, tinh thần của đất nước lúc bấy giờ. Đúng không? Đây là hai lực lượng gắn liền với hai nhiệm vụ chính của đất nước. Các em ghi lại như thế này, sau đó các em có thể có một cái dấu ngoặc để tổng lại hai ý này nhá. Là gì ạ? À, ở đây người cầm súng và người ra đồng với cách gọi tên bằng việc nhấn mạnh vào công việc, vào nhiệm vụ mà họ đang phụ trách. Nhà thơ Thanh Hải đã khắc họa và đem đến cho chúng ta tinh thần này, khí thế của mùa xuân đất nước. Bởi đây chính là hai lực lượng chính gắn liền với hai nhiệm vụ chính của đất nước, đó là nhiệm vụ xây dựng lao động sản xuất, xây dựng đất nước, và thứ hai là nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Đó. Và trong mỗi nhiệm vụ đó thì như thế nào? Thì đều có hình ảnh của lộc non trồi biếc, đều có hình ảnh của những điều tốt đẹp may mắn đang rất đầy, đang trải dài khắp nơi nơi. Bởi vậy mới có thể khẳng định rằng là ở đây những con người ấy, họ mang theo mùa xuân ở trên vai, trên lưng, và dường như chính họ cũng đang làm nên mùa xuân của đất nước. Các bạn hiểu ý nghĩa của những câu thơ này chưa ạ? Các bạn ơi, chúng mình hiểu ý nghĩa của câu thơ này chưa? Rồi, đồng ý nhá. Xin chào Khánh Chi, xin chào Kiến Bình. Rồi, chị thấy bạn Phạm Duyên vào học này, xin chào Thiên Ân. Các em có hiểu bài không? Các bạn đã hiểu được ý nghĩa của những câu thơ này chưa? Thật ra khi phân tích những câu thơ mùa xuân người cầm súng, lộc rất đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ, thì các em có thể có cái thứ tự phân tích linh hoạt. Chúng mình có thể phân tích điệp từ mùa xuân, điệp từ lộc trước, sau đó đi phân tích từng hình ảnh. Hoặc các em cũng hoàn toàn có thể phân tích từng hình ảnh, phân tích hình ảnh người cầm súng, người ra đồng trước, sau đó chỉ ra những nét nghĩa của từ lộc. Đấy, cũng được nhá. Rồi cuối cùng mình mới phân tích điệp từ mùa xuân và điệp từ lộc để tóm gọn lại cái nhịp điệu ý nghĩa của cả bốn câu thơ đó, cũng hoàn toàn được luôn, không sao hết. Riêng với những câu này thì là như thế nhá. Nhận tài liệu kiểu gì vậy ạ? À? Các bạn ơi, muốn nhận tài liệu thì chúng mình phải học nhá, chúng mình phải học. Sau đó khi mà trong buổi học này, lúc nào phù hợp thì chị sẽ mở cái màn hình để các em chụp ảnh điểm danh. Rồi chúng mình sẽ điểm danh bằng cách là khi mà chúng mình chụp lại như vậy rồi, giữ lại cái hình ảnh đó, để khi nào mà các chị bắt đầu gửi tài liệu thì các bạn nhắn tin về cho fanpage để chúng mình được nhận tài liệu. Đồng ý không? Nhá, thì đấy là về những hình ảnh mà chúng ta đã thấy được ở trong khổ thơ thứ hai. Sao em chưa nhận được ạ? À? Nếu như em đã nhắn tin về cho chị rồi mà chưa nhận được thì em có thể giúp chị nhắn lại một tin nữa về cho fanpage Học Văn Chị Hiên cho học cơ sở lớp 6789 nhá, Thu Thảo nhá. Ok, rồi bây giờ tiếp tục nào. Nếu như chúng mình đã nắm được rồi ý, thì đây là những ý cơ bản. Nhưng điều quan trọng mà chị mong muốn các em cảm nhận được khi đọc những vần thơ này, chúng mình sẽ không thể nào đọc bốn câu thơ này một cách thật là da diết, nhẹ nhàng, đúng không ạ? Mà chắc chắn là chúng mình đọc với một
nhịp điệu rất là vui tươi rộn ràng náo nức, cũng như là trong chính trái tim chúng ta mùa xuân cũng đang tràn ngập, đúng không? Đấy, trong chúng ta cũng đang tràn ngập sức xuân, sắc xuân. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Ok nào, ok không nào? Đấy, đồng ý chưa? Rồi, tiếp tục này. Sau khi mà cảm nhận về bốn câu thơ đó, thì tác giả có hai câu thơ sử dụng biện pháp điệp làm chủ đạo để có một sự tổng kết lại cho không khí của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi trên đất nước. Đó là hai câu thơ tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Bây giờ chị đố các bạn biết trong hai câu thơ này tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Các bạn ơi, trả lời giúp chị nào, trong hai câu thơ này tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào nhỉ? Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Điệp ngữ và từ láy, hãy nghe rõ câu hỏi của chị nhé, là tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Nhớ nha, từ láy có phải là biện pháp tu từ không? Không phải đâu nha. Đấy, đặt ra câu hỏi như thế là biết ngay có một số bạn rất dễ bị nhầm. Và nếu như đây là câu hỏi ở trong đề thi thì đã có không ít bạn trả lời thừa rồi bị trừ điểm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đề bài chỉ hỏi về biện pháp tu từ, nhưng chúng mình quen cái kiểu học học theo việc ghi chép kiến thức nền. Thế là cứ thấy động đến hai câu đấy là có ý nào là chỉ ra hết. Trong khi từ láy có phải biện pháp tu từ đâu ạ? Đây là kiến thức cơ bản mà các em, đúng không? Từ láy hối hả, từ láy xôn xao đó có phải là biện pháp tu từ đâu. Nên bạn nào mà với câu hỏi là tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào trong hai câu thơ, hoặc là hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ đó, mà bạn nào chỉ ra từ láy là kiểu gì cũng bị trừ điểm. Không có chuyện là thừa còn hơn thiếu đâu nhá. Thừa như thế là sai, và sai thì sẽ bị trừ điểm. Nhớ chưa nào? Ok, đấy. Đó, không ít bạn chỉ ra từ láy ở đây, nhưng chị có nhấn mạnh là hãy nghe kỹ câu hỏi của chị nha, là tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào. Đồng ý là khi mà chúng mình phân tích thì chúng mình sẽ chỉ ra hết nào là biện pháp tu từ, nào là sự đặc sắc trong việc dùng từ ngữ, thì từ ngữ ở đây là cái đặc sắc đến từ việc dùng từ láy. Đấy, đúng không? Nha. Các bạn hình dung ra chưa nào? Ok chưa? Đó, thế nên là các bạn phải lưu ý từ một bài ôn như thế này, các em lưu ý để nếu như sau này chúng mình gặp thì chúng mình sẽ không bị nhầm với câu hỏi như thế nữa nhé. Ok, vậy bây giờ chúng mình sẽ phân tích hai câu này. Đúng theo như một số bình luận của các bạn đấy, thì ở đây tác giả sử dụng biện pháp so sánh này. Tất cả như mà, đúng không? Kết hợp với biện pháp điệp này. Đấy, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Và đặc sắc của hai câu này còn nằm ở hai từ láy nữa: hối hả và xôn xao. Vậy sự kết hợp của tất cả những yếu tố nghệ thuật đó đem đến ý nghĩa gì cho hai câu thơ này ạ? Hối hả xôn xao, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Vậy thực chất ở đây là cái gì hối hả, cái gì xôn xao ạ? Tất cả ở đây là để chỉ điều gì, đúng không ạ? Và hối hả nghĩa là gì, xôn xao nghĩa là gì? Thì hối hả là để chỉ một nhịp điệu rất là khẩn trương, đó, vội vàng, vội vã, khẩn trương trước cái sự thúc giục của thời gian. Còn xôn xao thì để miêu tả một thứ âm thanh dao động từ nhiều phía như đang dồn về một nơi, như đang dồn về đây. Vậy từ hối hả và từ xôn xao là những từ láy tượng hình này, những từ láy tượng thanh này để miêu tả về không khí lao động khẩn trương, đúng không ạ? Đó, không khí lao động khẩn trương. Hoặc em có thể tổng quát luôn, đó chính là cái không khí của mùa xuân đất nước. Tràn ngập khắp nơi nơi rồi. Đấy, và bản thân nhà thơ khi mà mặc dù vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, mặc dù đang
phải chống chọi với căn bệnh quái ác, nhưng cảm nhận được cái không khí đó, cái nhịp điệu đó của đất nước, ai ai cũng đang hối hả, người người đang hăng say lao động để dựng xây đất nước như vậy. Nhà thơ không cho phép mình đứng ngoài cái công cuộc đó. Nhà thơ như cũng đang hòa mình, dành tất thảy tâm trí của mình để cảm nhận cái không khí lao động của mùa xuân đất nước các bạn nhá. Đồng ý không? Đấy, thì đấy là về khổ thơ thứ hai này. Nhưng khi đang trong một nguồn cảm hứng bất tận như vậy, nhà thơ đã lắng lòng để nhìn lại đất nước trong suốt 4.000 năm quá khứ và tin tưởng để hướng tới đất nước trong tương lai. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Khổ thơ thứ ba nè. Đến với khổ thơ thứ ba các bạn ơi, đến với khổ thơ thứ ba thì trước tiên là chúng mình sẽ cần phải chỉ ra giúp chị. Khổ ba có 4 câu thì mình có thể chia ra thành 2 ý lớn. Trong đó ý đầu tiên là 2 câu đầu này. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao. Đây là việc mà tác giả như đang nhìn ngắm lại suốt 4.000 năm lịch sử của đất nước để cảm thấy như thế nào? Để cảm thấy rất đỗi tự hào. Đúng không? Đấy, thì trước tiên là hình ảnh đất nước trong quá khứ. Suốt 4.000 năm lịch sử được tác giả nhìn ngắm, trân trọng, tự hào và sử dụng biện pháp nhân hóa, đúng không? Vất vả và gian lao đấy. Đó. Để nhấn mạnh điều gì ạ? À, để nhấn mạnh một quá trình, để nhấn mạnh suốt quãng đời lịch sử, suốt cái quãng thời gian lịch sử 4.000 năm của đất nước thì nhà thơ chiêm nghiệm và cảm nhận được đất nước đã trải qua biết bao nhiêu gian khó, đất nước đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, đúng không? Vất vả và gian lao là những từ mà được được nhà thơ sử dụng ở đây với một cái sự chiêm nghiệm và với cả một sự tự hào này, cũng có chút cảm thương ở đó nữa. Bởi vì lịch sử của đất nước ta đau thương nhưng cũng vô cùng oai hùng. Đó là đất nước trong quá khứ. Thế còn đất nước trong hiện tại và tương lai thì sao? Đất nước trong hiện tại và tương lai thì được nhà thơ miêu tả với biện pháp so sánh như vì sao. Đất nước như vì sao kết hợp với phụ từ cứ và hình ảnh đi lên. Nhấn mạnh về một đất nước như thế nào ạ? Sẽ không ngừng phát triển, không ngừng tiến về phía trước. Và kèm theo đó chắc chắn rồi, đó là niềm tin tưởng. Đúng không? Một cái niềm tin tưởng mãnh liệt của tác giả và tương lai của đất nước. Vậy tóm lại, khổ thơ thứ ba chính là nguồn cảm xúc, là cái cảm xúc tự hào này, niềm tự hào và niềm tin tưởng của tác giả. Về đất nước trong lịch sử và về đất nước trong hiện tại, trong tương lai. Đó, nội dung của khổ ba rất là đơn giản như vậy thôi. Nhịp điệu của khổ thơ thứ ba này, dường như đây là khổ thơ có cái sự lắng đọng, có sự nhẹ nhàng và nhịp thơ như trùng xuống. Trong toàn bộ bài thơ này thì có khổ thơ thứ ba là nhịp thơ như trùng xuống, xúc động, lắng đọng hơn. Đúng không? Bởi vì đây là sự chiêm nghiệm của tác giả, cảm nhận được tất thảy những vất vả gian lao của đất nước suốt 4.000 năm để mà trân trọng, để mà ngợi ca, để mà tin tưởng vào tương lai của đất nước. Lịch sử như là điểm tựa vậy. Bởi chính vì nhà thơ đã thấy được đất nước trong quá khứ như thế nào ạ? Vất vả, gian lao, và đó là tiền đề để nhà thơ hoàn toàn tin tưởng rằng trong hiện tại, trong tương lai, đất nước sẽ không ngừng đi lên, cứ như vì sao đi lên phía trước mà. Đó, như vì sao cứ đi lên phía trước, không bao giờ tụt lùi và đặc biệt là cũng không bao giờ không bao giờ bị khuất phục trước bất cứ một khó khăn nào. Đó là tình cảm của tác giả, là cảm xúc của tác giả về mùa xuân đất nước các bạn nhá. Đồng ý không? Có em nhá. Buổi học ngày hôm nay chúng mình có tài liệu nhưng mà với tình hình hiện tại ấy, với rất là nhiều bạn vắng mặt trong buổi ngày hôm nay, ít nhất là so với buổi hôm qua thì hôm nay đã có rất là nhiều bạn vắng mặt đây này. Thì không biết là
chị có nên gửi bộ tài liệu đầy đủ về tiếp tục là về bài thơ Viếng Lăng Bác cho các bạn nữa không đây? Đó, bởi vì hôm qua bạn nào mà đã điểm danh thì trong ngày hôm nay đã được nhận bộ tài liệu đầy đủ chi tiết về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, có sơ đồ tư duy, có từ khóa để ghi nhớ, có viết mẫu, có dẫn chứng liên hệ mở rộng. Rất nhiều tài liệu về bài Mùa Xuân Nho Nhỏ đã bắt đầu được gửi đi dành cho những bạn đã tham gia buổi học ngày hôm qua và chụp ảnh điểm danh. Nhưng mà đến buổi ngày hôm nay với số lượng các bạn tham gia khiêm tốn và chị biết là có rất rất nhiều bạn là vắng mặt, hôm qua đã vào học mà hôm nay lại vắng mặt. Đấy, nên là bộ tài liệu cũng rất đầy đủ chi tiết về bài thơ Viếng Lăng Bác. Không biết là có nên gửi tiếp để cho những bạn mà chúng mình không tham gia buổi học mà vẫn được nhận hay không đây? Đấy, em chưa được nhận chị ơi. Bạn nào mà đã nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở mà chúng mình vẫn chưa được nhận thì chúng mình có thể nhắn lại giúp chị nhá. Hôm nay các chị đã gửi đồng loạt rồi. Nhớ này, cách nhận tài liệu buổi ngày hôm qua là chúng ta phải chụp ảnh điểm danh, rồi chúng mình nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Chúng phải nhắn tin cho chị nhá. Đồng ý không? Đấy. Rồi. Gửi đi ạ, à, gửi đi ạ. À. Thế thì chắc là chị sẽ phải xem xét lại về cách thức để các em điểm danh thôi. Đồng ý không? Nào, bây giờ quay trở lại với bài học. Vừa rồi chúng mình ôn nội dung của khổ 2 và khổ 3 như vậy các bạn đã nắm được chưa nào? Các em đã nhớ ngay được chưa? Nhìn này, có dài đâu. Đó, các em thấy không ạ? Khổ 2, khổ 3 có ngần này từ khóa thôi này. Đó, ghi nhớ và sau đó khi mà đi vào bài cụ thể, chúng mình phát triển những câu văn hoàn thiện từ những từ khóa như thế này. Giai đoạn ôn thi rồi, giai đoạn gấp rút rồi, bài nào, tác phẩm nào cũng học thuộc khoảng độ chục trang giấy thì làm sao chúng mình nhớ được đây? Hơn 10 tác phẩm, 12, 15 tác phẩm và mỗi tác phẩm trung bình 10 trang thì không biết là chúng ta sẽ học thuộc kiểu gì, đúng không? Thay vào đó thì các em hãy ôn bằng cách là chúng mình ôn hiểu, hiểu được ý nghĩa của các tác phẩm này, hiểu được trình tự phân tích này, hiểu được ý nghĩa của hình ảnh, cách phân tích thơ, cách phân tích truyện. Thì khi đó đi vào đề bài cụ thể chúng mình có thể linh hoạt hơn rất là nhiều và cũng đỡ bị áp lực khi mà đi thi nữa, đỡ bị áp lực để mà chúng mình học quá nhiều nữa, đúng không? Đồng ý không nào? Đó. Các bạn ơi, đồng ý chưa? Hay là hôm nay có nhiều bạn bị trùng lịch nhỉ? Hôm qua các bạn học sôi nổi lắm, hôm nay là chị thấy đang hơi trầm một xíu. Vậy các bạn hiểu, các bạn phản hồi lại giúp chị là đối với nội dung của khổ 2 và khổ 3 các em đã nắm được chưa nhỉ? Bởi từ nãy đến giờ là chị thấy các bạn đang quan tâm tới tài liệu hơi nhiều, không biết có tập trung nghe bài không? Không biết có tập trung nghe giảng không đây? Rồi, đồng ý Minh Chiết nhá. Cảm ơn Minh Anh này, cảm ơn Ngọc Ngọc. À, bạn Phương Bống cũng đã nắm được này. Rồi, cảm ơn Thanh Thảo nhá. Đồng ý Trọng Phạm nha. Ok, tiếc quá Lê Lợi ạ. Thế thì buổi hôm nay, buổi ngày mai, ngày kia còn 3 buổi nữa thì em cố gắng tham gia đầy đủ nhá. Chúng mình học với giờ cố định là 7 giờ 15, các buổi thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Hôm nay là buổi thứ 2 rồi. Cảm ơn Hà Phương, cảm ơn Quỳnh Anh nha. Rồi, tiếp tục. Nào, nếu như chúng mình đã nắm được khổ 2 và khổ 3 như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với khổ 4 và khổ 5 nào. Nào, với khổ 4 và khổ 5 ạ. Thì sự chuyển đổi cảm xúc, sự chuyển đổi trong mạch cảm xúc của bài thơ này nằm ở việc nhà thơ đi từ nguồn cảm hứng rất tự nhiên trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời khi vào xuân, thì nhà thơ như dâng trào cho mình tình yêu cuộc sống để rồi hướng lòng mình cảm nhận không khí mùa xuân của toàn đất nước đang tràn ngập khắp nơi nơi. Thì khi cảm nhận mùa xuân đất nước, tác giả thấy đất nước tươi đẹp quá, ai ai cũng đang ra sức làm việc lao động để xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng chung. Thì bản thân nhà thơ, một người con của xứ Huế, một con người với cái trái tim yêu nước nồng nàn, không cho phép bản thân mình đứng ngoài cái guồng quay lao động cống hiến đó. Bởi vậy, sau khi cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất nước, nhà thơ cất tiếng lòng để bày tỏ khát vọng mãnh liệt muốn hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời chung.
Điều đó được thể hiện qua khổ 4 và khổ 5. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Đến với khổ 4 và khổ 5, mình có thể lần lượt phân tích từng khổ, hoặc có những bạn phân tích theo hình ảnh cũng được. Nghĩa là chúng mình phân tích lần lượt các hình ảnh là con chim hót, hình ảnh một cành hoa, hình ảnh nốt trầm và hình ảnh một mùa xuân nho nhỏ. Còn ở đây thì chị hướng dẫn các em ôn theo thứ tự nhá. Chúng mình phân tích khổ 4 trước nè. Khổ 4 ạ. Con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Đố các bạn biết là trong khổ này tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? Tiếp tục là câu hỏi về biện pháp tu từ nào. Gọi tên giúp chị các biện pháp tu từ tác giả đã sử dụng trong khổ thơ thứ tư, bốn câu thơ mà chị vừa mới đọc. Ở đây có những biện pháp tu từ gì đây ạ? Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Bạn Minh Chiết cho rằng là có điệp từ ta làm này, biện pháp liệt kê, con chim hót, một cành hoa, nốt trầm sao xuyến. Đồng ý. Còn gì nữa không nhỉ? Còn gì nữa không các em? Trước tiên là mình thấy có biện pháp điệp rồi này. Điệp từ ta làm. Hoặc các em có thể nêu là điệp cấu trúc ta làm, ta nhập. Đều được. Thì đây đều là cái cấu trúc để nhấn mạnh cho mong muốn hóa thân của tác giả. Ô, có nhiều bạn chỉ thấy chỉ ra biện pháp điệp ở đây nhưng không biết tác dụng của nó là gì. Tác giả cứ nhắc đi nhắc lại việc ta làm cái này, ta làm cái kia, đúng không ạ? Vậy tác dụng là gì? Ta làm có nghĩa là ta muốn hóa thân thành cái này, hóa thân thành cái kia. Đó là một ước nguyện vô cùng mãnh liệt khiến cho nhà thơ nhắc đi nhắc lại, khiến cho nhà thơ nhấn mạnh mãi, đúng không? Nên biện pháp điệp ở đây là để tô đậm cái khát vọng mãnh liệt của nhà thơ, mong muốn được hóa thân. Đấy, cho thấy mong muốn được hóa thân. Điệp của nhà thơ. Đấy, đó là biện pháp điệp nhá. Tiếp tục nào. Ở đây chúng mình có những bạn đã nêu ra biện pháp liệt kê, đúng không? Biện pháp liệt kê với những hình ảnh là con chim hót này, một cành hoa này, hay là nốt trầm này. Thì biện pháp liệt kê các em nếu như để ý chúng ta sẽ thấy điệp và liệt kê giống như đôi bạn cùng tiến vậy. Cứ xuất hiện điệp thì thường là sẽ xuất hiện kèm theo đó là biện pháp liệt kê đấy. Đồng ý không? Đó nhá. Thế nên là khi mà xác định được biện pháp điệp, nếu như các em gặp một câu hỏi hỏi về các biện pháp tu từ trong một vài câu thơ nào đó mà chúng mình mới chỉ xác định được một biện pháp điệp, đang băn khoăn không biết là còn biện pháp gì nữa không, thì mình thử tìm xem là có liệt kê không nhá. Ok chưa? Bởi vì là thường ấy, hai biện pháp này nó sẽ đi với nhau, kết hợp với nhau. Ở đây cũng vậy, đằng sau mỗi từ ta làm chính là một hình ảnh được liệt kê ra, chính là một hình ảnh được tác giả sử dụng để cụ thể hóa cho cái khát vọng hóa thân của mình, cụ thể hóa cho cái mong muốn hiến dâng của mình. Đó, đó là những hình ảnh gì? Nào, trước tiên ạ, đó là hình ảnh con chim hót. Hình ảnh con chim hót. Và hình ảnh một cành hoa. Ảnh được liệt kê ra về mặt ý nghĩa thì nó có phải chỉ được hiểu theo nghĩa gốc không ạ các em? Có phải là nhà thơ muốn trở thành con chim ở trên bầu trời cái kia, cứ tự do bay lượn rồi cất tiếng ca vang trời? Có phải là nhà thơ chỉ đơn giản là muốn hóa thân thành một bông hoa chỉ thế thôi ư? Hay là hình ảnh con chim hót và hình ảnh một cánh hoa ở đây còn là biểu tượng cho điều gì nữa nhỉ? À, chắc chắn là phải có cả ý nghĩa biểu tượng ở đây nữa rồi. Bởi giữa muôn vàn sự vật như thế, tại sao nhà thơ lại lựa chọn hình ảnh con chim hót, hình ảnh một cành hoa để cụ thể hóa cho cái ước nguyện của mình? Chắc hẳn những hình ảnh này phải có vẻ đẹp gì đó, phải có đặc điểm gì đó. Thì các em ơi, để khai thác ý nghĩa của hình ảnh con chim hót, một cành hoa, các em phải đi từ đặc tính của những hình ảnh này. Con chim sinh ra, sứ mệnh cao cả nhất của nó là để cất vang tiếng hót cống hiến cho đời. Bông hoa sinh ra, sứ mệnh cao cả nhất trong cuộc đời của nó là gì ạ? Là để bung tỏa ngát hương, để đem đến hương sắc cho cuộc đời.
những hình ảnh con chim hót, một cành hoa rất đỗi giản dị thôi, đúng không ạ? Những cái hình ảnh rất giản đơn ở trong cuộc sống, nhưng với vẻ đẹp mà nó đã cống hiến cho cuộc đời thì nó lại trở thành một lối đi quen thuộc, trở thành những hình ảnh quen thuộc để các tác giả mượn đó mà nói lên ước nguyện cao đẹp và thiêng liêng của mình. Cũng giống như con chim sinh ra là để hót, bông hoa sinh ra là để bung tỏa ngát hương, thì con người sinh ra giữa cuộc đời này là để làm gì ạ? Là để sống có ý nghĩa, là để đem đến những điều tốt đẹp, đem đến cái dấu ấn tốt đẹp cho cuộc đời, đem đến những điều tích cực cho cuộc sống chung. Đúng không? Thì việc mà con người ta sống cống hiến, sống và đem những gì tốt đẹp cho cuộc đời chung, khi mà được cụ thể hóa qua hình ảnh con chim hót, một cành hoa, thì chúng ta nhận ra được một triết lý, nhận ra được một sự thật rằng là gì? Cái lẽ sống cống hiến đấy, nó là cái lẽ sống tất yếu của con người. Đồng ý không ạ? Con người sinh ra là để đem những điều tốt đẹp đến với cuộc đời chung. Đó là sứ mệnh, đó là điều tất yếu của sự tồn tại của con người trên cuộc đời này. Nhờ có việc nhà thơ mượn những hình ảnh con chim hót và một cành hoa như thế, đây là những hình ảnh rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc, đúng không? Cho cái gì ạ? Cho sự cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời chung. Sự cống hiến này không phải là ép buộc, sự cống hiến này là tất yếu, là tự nhiên. Đấy nhá, cống hiến những gì tốt đẹp cho cuộc đời chung, cống hiến một cách tự nhiên. Đó là ý nghĩa của hình ảnh con chim hót và hình ảnh một cành hoa. Trong biện pháp liệt kê ở đây ta còn thấy có hình ảnh nốt trầm sao xuyến nữa. Thì nếu như con chim hót, một cành hoa là để ẩn dụ cho sự cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời, thì hình ảnh nốt trầm sao xuyến lại là ẩn dụ cho sự khiêm nhường, giản dị. Bởi vì sao? Bởi vì vốn sự cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời vốn phải đi liền với những gì cao cả này, thiêng liêng này, phải đi liền với sự ca ngợi, đúng không? Phải đi liền với những gì thật là lung linh bóng bẩy. Tuy nhiên, trong ý thơ của mình thì Thanh Hải lại giúp cho bạn đọc cảm nhận thêm chiều sâu của lẽ sống này. Sống cống hiến là tốt đẹp, tuy nhiên đẹp hơn nữa là khi con người ta cống hiến hết sức mình nhưng bằng một tâm thế khiêm nhường và giản dị. Không, cống hiến không phải là để được ghi nhận, để được ngợi ca, mà cống hiến như thể đó là một cái khát vọng tất yếu, như là một cái sự mưu cầu tất yếu của con người vậy. Đồng ý không? Giữa muôn ngàn nốt nhạc của bản hòa ca muôn điệu, nhà thơ Thanh Hải chỉ xin làm một nốt nhạc trầm. Mặc dù trầm thôi, nhưng có nó thì bản nhạc lại càng trở nên sao xuyến. Nhờ có những nốt trầm như thế, bên cạnh những nốt bổng rất là cao, rất là trong, thì những nốt trầm đem đến sự sao xuyến, đem đến thêm những cái giai điệu phong phú cho bản hòa ca, đúng không nào? Đó, và nhà thơ chỉ xin làm nốt trầm như thế thôi. Nên kết hợp ý nghĩa của tất cả những hình ảnh này cùng với cả biện pháp điệp thì chúng ta thấy khổ thơ thứ tư là khổ thơ nói lên ước nguyện của tác giả, ước nguyện được cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Khổ thơ thứ tư nhá, để nói lên ước nguyện cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Thiêng liêng nhất bằng cách thật khiêm nhường và giản dị. Đó. Bên cạnh đó thì với khổ thơ thứ tư này thì chúng mình cũng đừng quên phân tích giúp chị chính là cái sự chuyển đổi đại từ nhân xưng. Từ đại từ tôi ở trong khổ một để chỉ cá nhân tác giả. Để nói lên cảm xúc của riêng tác giả, của cá nhân, của cái tôi cá nhân, thì giờ đây đã chuyển sang đại từ ta.
là để chỉ tất cả mọi người. Và những cảm xúc mà nhà thơ đã bộc lộ trong khổ bốn này dường như là để nói thay tiếng lòng của tất cả chúng ta. Không chỉ nhà thơ mà tất cả chúng ta khi được cảm nhận vẻ đẹp của mùa xuân đất nước với cái không khí lao động hăng say miệt mài, hồ hởi phấn khởi để dựng xây để đưa đất nước phát triển thì tất cả chúng ta cũng mong muốn được góp công góp sức vào cái công cuộc ấy, cũng muốn được làm con chim hót, cũng muốn được làm một bông hoa, cũng muốn được làm nốt nhạc trầm giữa bản hòa ca muôn điệu. Tất cả mọi người đều chung trong cái dòng cảm hứng, đều chung trong cái niềm cảm hứng cống hiến, sống có ích, sống để đem đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời chung. Đồng ý không ạ? Và để tổng hợp lại, tổng kết lại, kết đọng lại cho cái lẽ sống cống hiến đó thì nhà thơ đã xây dựng nên một hình ảnh rất đẹp, rất tinh tế, rất đặc biệt ở đây. Chính là hình ảnh một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Chúng mình sang đến khổ thơ thứ năm nè. Khổ năm, chúng mình phân tích xong khổ bốn rồi đấy ạ. Các em đã thấy chưa? Các bạn đã thấy chưa nào? Chúng mình phân tích xong khổ bốn rồi đấy. Xong khổ bốn rồi, các bạn đã nhớ được chưa? Nhanh lắm, thấy không? Đơn giản mà. Phân tích rất là đơn giản thôi các em ạ. Đấy, nhìn vào nhìn lại khổ bốn này, có vài ý, có vài cái gạch đầu dòng thôi các em ạ. Đây nha, đầu tiên là biện pháp điệp, sau đó là biện pháp liệt kê. Trong việc phân tích biện pháp liệt kê thì chúng mình chỉ ra cả biện pháp ẩn dụ nữa, nêu ra ý nghĩa của các hình ảnh và cuối cùng tổng kết lại đó là ước nguyện của tác giả và không chỉ của tác giả mà còn là của tất cả mọi người. Qua việc tác giả chuyển đổi đại từ 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 tôi trong khổ 1 bây giờ sang đến khổ 4 thì là tác giả dùng từ ta. Vẫn là việc để nhấn mạnh cho ước nguyện nhưng ở đây không chỉ là ước nguyện của tác giả nữa mà là của tất cả mọi người. Tác giả như đang nói thay cho tiếng lòng của tất cả chúng ta. Có đúng không nhở? Đồng ý không? Nhanh quá ạ. Bởi vì các bạn ơi, thực sự với cái tính chất của việc ôn tập và với mục tiêu là ôn nhanh, ôn để mà chúng mình có thể không bị buồn ngủ ấy. Và thứ hai là tạo ra một cái guồng quay học tập giúp cho các em có thể tạm thời gác lại những cái sự mệt mỏi ở bên ngoài kia để chúng mình tập trung vào đây lắng nghe. Nên có thể một số bạn chưa quen chúng mình sẽ cảm thấy hơi nhanh một chút. Nhưng chị thấy là ôn thi giai đoạn cuối thì phải thế các em ạ. Không còn thời gian để chúng mình dề ra nhiều. Đấy, hơn nữa thời lượng mỗi buổi học của chúng ta chỉ khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Buổi hôm trước là đã hơi mất thời gian nên là chưa ôn được hết mùa xuân nho nhỏ rồi. Nên buổi hôm nay thì chị mong muốn là các em có thể dần dần quen với một nhịp độ học như thế. Tham gia thêm buổi ngày mai, ngày kia nữa là kiểu gì chúng mình cũng quen thôi à. Đồng ý không? Đó. Và nếu như bạn nào mà thường xuyên theo dõi các phần phát trực tiếp của Văn Chị Hiên này thì cũng sẽ thấy là cứ các cái giai đoạn ôn thi là kiểu gì cũng có những phần phát trực tiếp mà ôn thi với cái sự nhanh chóng và tập trung như thế này đấy. Đấy, và với tính chất như thế thì học Văn Chị Hiên còn có một khóa học cuối cùng cho các bạn 2K9 ôn lại tất cả các tác phẩm nữa cơ. Thì chị mong là các em sẽ quen với cái tốc độ học như thế để khi tham gia ở trong khóa học cuối cùng này của các bạn 2K9 ý, khóa học chạy văn thì nghe từ cái tên gọi là chúng ta đã thấy có một cái sự tập trung cao độ ở đây rồi. Đúng không? Chúng mình sẽ ôn lại tất cả các tác phẩm từ kỳ 1 đến kỳ 2 nhá. Ôn lại với một tốc độ tương tự như thế này và bằng việc ghi nhớ bằng từ khóa, bằng sơ đồ, nghe nghe lại trong cái giai đoạn cuối thì chị thấy là trước khi chúng mình thi có một cái quãng thời gian mà chúng ta ôn thật là tập trung này, mỗi buổi tối vừa ghi chép và vừa lắng nghe, vừa ôn lại kiến thức nền của các tác phẩm thì không cần phải làm một cái lịch ôn thi như thế nào phức tạp quá đâu. Đó, cứ lần lượt ôn theo kiểu cuốn chiếu như thế thôi. Đơn giản mà lại hiệu quả nhá. Đấy, nên là hãy bắt nhịp với cái tốc độ học như thế này nha. Chạy văn thì có luyện đề không ạ? Có em ạ. Những buổi cuối của khóa chạy văn thì chúng mình sẽ có đề để luyện này, sẽ có phần chữa đề này để mà chúng mình luyện xem là khi gần thi như vậy rồi thì sức viết của chúng ta đang ở mức độ như thế nào. Có em nhé, Bảo Ngân nhá, có em ạ. Chị sẽ đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học chạy văn cuối cùng này. Cuối cùng của 2K9 mà cũng là cuối cùng của chương trình cũ nên sẽ có nhiều điều đặc biệt, sẽ có một cái kho tài liệu khổng lồ dành cho các bạn ở trong khóa học chạy văn.
bởi vì có tất cả những gì tinh túy nhất xin gửi tặng tới các bạn, những bạn 2K9, những chiến binh ở trong cái cuộc thi rất đặc biệt này. Cuộc thi cuối cùng của những bạn học chương trình cũ cấp 2. Đó, và hơn nữa cũng là cuộc thi mà đưa chúng ta đến với cả cánh cửa của trường cấp 3 mơ ước nữa. Quan trọng như thế mà. Thế nên là các em hãy tập trung học nhá, cố gắng học và tìm hiểu, nếu như phù hợp thì đăng ký tham gia cùng với Học Văn chị Hiên nhá. Chúng mình sẽ học trực tiếp như thế này, chúng mình sẽ học qua những phần phát trực tiếp như thế này, bởi vì có một đặc điểm là học qua Zoom chị có thể ghi lại video buổi học được, nhưng những bạn nào mà bị vào sau một xíu thì chúng mình lại mất thời gian để đăng nhập vào Zoom, sau đó thì kiểu như là không vào xem ngay lập tức được ấy. Kết thúc buổi học thì lại phải đợi một quãng thời gian để chị xuất video rồi đăng lại lên thì nó hơi mất thời gian. Nên chúng mình sẽ học qua phần phát trực tiếp như như là trong buổi học như thế này cùng với chị này. Đồng ý không? Đấy, các em có ý kiến gì vẫn có thể bình luận được và chị vẫn có thể giải đáp được. Rồi, chữ đẹp có quan trọng cực kỳ trong môn văn không ạ? Có quan trọng nhưng cũng không phải là yếu tố tuyệt đối, à không phải là tất cả. Nó có quan trọng chứ, chữ viết của chúng ta là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho bài viết của mình. Thứ nhất là mình có ý tưởng hay nhưng chữ viết xấu không thể hiện ra được, viết mà người ta không hiểu, không đọc được thì làm sao mà chúng mình được ghi nhận. Cái thứ hai là khi mà chúng mình trình bày sạch sẽ, chữ viết không cần quá đẹp, chỉ cần dễ đọc, sạch sẽ, thoáng bài là đã có điểm cộng rồi. Đấy, đồng ý không ạ? Là người người đọc cũng đã có cảm tình, và cái thứ hai là chúng ta cũng thể hiện được sự cẩn thận của bản thân. Đấy, thì đấy là về chữ viết nhá. Đồng ý không? Có khóa tương tác trực tiếp với giáo viên nhưng mà khóa đó là khóa luyện đề em ạ, nghĩa là chúng mình chỉ luyện đề thôi. Đây là giai đoạn cuối, khóa luyện đề thì là giai đoạn cuối của các bạn ở trong lớp VIP. Các bạn ấy bắt đầu luyện đề rồi. Thì nhân việc mà các bạn luyện đề như thế thì bạn nào mà có nhu cầu luyện đề thì các chị vẫn sẽ sắp xếp để các em tham gia vào khóa luyện đề như thế. Đó, còn chị khuyên là với các bạn ở giai đoạn cuối khi muốn ôn lại tất cả kiến thức ấy thì chúng mình sẽ tham gia khóa học chạy văn để có thể ôn được tổng quan từ kiến thức nền các tác phẩm, rồi phương pháp làm bài, từ phần nghị luận văn học, nghị luận xã hội và phần đọc hiểu tiếng Việt nha. Rồi, nào, đó là về khổ thơ thứ tư. Bây giờ sang đến khổ thơ thứ năm các em ơi. Như vừa rồi chị nêu đấy, sau khi mà nhà thơ mượn những hình ảnh bình dị nhưng vô cùng sâu xa từ thế giới tự nhiên, từ thiên nhiên như là hình ảnh con chim hót, hình ảnh một cành hoa, rồi hình ảnh một nốt trầm để nói thay cho cái ước nguyện cống hiến một cách khiêm nhường giản dị của bản thân mình và cũng là của tất cả mọi người ấy. Thì sang đến khổ thơ thứ năm, một hình ảnh như sự tổng kết lại, như sự kết đọng lại tất cả những tinh túy của những hình ảnh trên. Có tiếng chim hót, có bông hoa bung nở ngát hương, có âm thanh của bản hòa ca, thì đó là tính chất của mùa xuân, đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta hóa thân trở thành con chim hót, trở thành một cành hoa, trở thành nốt nhạc trầm thì chính là việc mà chúng ta đã trở thành một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Khổ thơ thứ năm có 4 câu thơ và chúng mình có thể chia ra thành hai ý chính. Ý thứ nhất là hai câu đầu, một lần nữa khẳng định khát vọng cống hiến của tác giả. Cống hiến ấy được thể hiện qua hình ảnh mùa xuân, đúng không ạ? Hình ảnh mùa xuân là hình ảnh đại diện cho, biểu tượng cho điều gì? Biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất, tinh túy nhất. Mùa xuân là để biểu tượng cho những điều tốt đẹp nhất. Tinh túy nhất. Thế thì phải đi liền với những tính từ lớn lao, cao cả, thiêng liêng, vĩ đại, tuyệt vời, đúng không ạ? Nhưng ở đây, một cách thật khiêm nhường, một cách rất khiêm tốn, thì những điều tinh túy và tốt đẹp đó lại đi liền với một tính từ, đó là tính từ nho nhỏ. Ở đây vừa là tính từ, là vừa là từ tượng hình để miêu tả về hình dáng, đúng không? Về kích thước của sự vật, nên nó đã có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa
hình tượng mùa xuân. Và cái thứ hai là với ý nghĩa của từ nho nhỏ thì nó một lần nữa đã nhấn mạnh về sự khiêm nhường, về sự giản dị. Trong lễ sống cống hiến được tác giả đang tỏ bày ở đây, và sự khiêm nhường đấy cũng được một lần nữa nhấn mạnh qua đạo ngữ lặng lẽ nữa. Lặng lẽ dâng cho đời. Mặc dù là lặng lẽ thôi, mặc dù là khiêm nhường thôi, nhưng vẫn một lòng là hiến dâng. Từ dâng lại đem đến cảm giác cho sự trân trọng, đúng không? Đó, mặc dù là khiêm nhường, mặc dù là lặng lẽ, nhưng vẫn rất đỗi trân trọng, dâng cho đời. Thể hiện cái sự trân trọng, thể hiện sự thiêng liêng trong khát vọng này. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Đấy nhá, đó là hai câu đầu của khổ năm. Vậy thì khát vọng cống hiến ấy sẽ được duy trì trong khoảng thời gian như thế nào? Có giới hạn nào để đong đếm cho khát vọng cống hiến ấy hay không? Thì nhà thơ Thanh Hải đã giúp chúng ta trả lời. Có giới hạn nào không ạ? Có giới hạn nào cho sự cống hiến ở đây không? Không có. Bởi tác giả đã sử dụng điệp từ dù là ở đây để nhấn mạnh về sự sự bất chấp mà. Bất chấp mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi yếu tố, mà mọi yếu tố ở đây là mọi yếu tố về thời gian, về tuổi tác. Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi đi sẽ kéo theo cái sự hao mòn, đúng không ạ? Hao tổn dần về sức khỏe, về trí lực của con người. Đó đã là một 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 quy luật tất yếu của cuộc sống rồi. Nhưng mà dường như chiến thắng khỏi quy luật đó, thì nhà thơ sử dụng điệp từ dù là cho thấy một thái độ bất chấp, nhưng bất chấp ở đây là bất chấp thời gian, bất chấp tuổi tác, để vẫn vẹn tròn một khát vọng hiến dâng, vẫn cứ mãnh liệt một khát vọng hiến dâng như thế. Nên hai câu sau của khổ năm thì chúng mình sẽ phân tích giúp cho chị, đó là biện pháp điệp từ này, điệp từ dù là này, kết hợp với biện pháp hoán dụ. Tuổi 20 là để hoán dụ cho tuổi trẻ, đúng không ạ? Và thứ hai là biện pháp hoán dụ khi tóc bạc. Để chỉ tuổi già. Sự kết hợp giữa biện pháp điệp và biện pháp hoán dụ như thế để nhấn mạnh một khát vọng vượt mọi quy luật của thời gian, không kể thời gian, không kể tuổi tác. Và đến đây này, đến đây nhá, các em có thể đưa ra một ý mở rộng. Chúng ta thấy khát vọng cống hiến không kể thời gian, không kể tuổi tác này thì chính cuộc đời của nhà thơ Thanh Hải là minh chứng rõ ràng nhất. Cuộc đời của nhà thơ từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi tham gia kháng chiến rồi đến khi đất nước hòa bình, nhà thơ vẫn trọn vẹn gắn bó với quê hương xứ Huế. Thời kỳ chiến tranh, nhà thơ là một trong những cây bút có công hàng đầu trong việc xây dựng nền văn học cách mạng trong miền Nam. Đấy, rồi những năm kháng chiến khốc liệt, nhà thơ vẫn gắn bó với quê hương xứ Huế, cống hiến cho đời, cống hiến cho bạn đọc những tiếng thơ mà truyền đến tình yêu quê hương đất nước, truyền cái nguồn cảm hứng đứng lên để bảo vệ non sông. Đến khi đất nước hòa bình độc lập, nhà thơ vẫn gắn liền với mảnh đất Huế thương và cống hiến cho đời nhiều tác phẩm hay. Mùa xuân nho nhỏ chính là một trong những tác phẩm cuối cùng mà Thanh Hải đem đến cho cuộc đời, và đến giờ và đến thời điểm bây giờ thì bài thơ ấy, tác phẩm ấy vẫn cứ ngân vang những ý nghĩa sâu xa, những cái ý nghĩa đáng trân quý của nó. Đến đây các em có thể đưa ra cuộc đời của tác giả như là một minh chứng cho việc cống hiến không kể thời gian, không kể tuổi tác các em nhé. Và khi đưa ra như vậy, chúng ta lại càng cảm phục trước cái tinh thần lạc quan, yêu đời, trước bản lĩnh sống cống hiến của tác giả Thanh Hải. Đồng ý không? Đó là về khổ 4 và khổ 5, cũng là hai khổ thơ rất trọng tâm trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ này. Cuối cùng, với khổ thơ thứ 6 thì chị đặt ra nhiệm vụ cho các em nhé. Bằng cách học với những từ khóa như thế này, các em hãy tự hoàn thiện phần kiến thức về khổ thơ thứ 6 để chúng ta sau 2 buổi học hôm qua và hôm nay chúng mình đã có thể ôn được trọn vẹn về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, đồng ý không nào? Các em hãy thử thực hành đi.
nhá. Suốt từ khổ 1, khổ 2, khổ 3, khổ 4, khổ 5 là ghi lại cùng với chị rồi. Bây giờ chúng mình hiểu cách học, chúng mình hãy tự hoàn thiện sơ đồ tư duy về khổ thơ thứ 6 như là một cách để chúng ta rèn luyện việc học học nhanh nhưng mà nhớ sâu, học hiểu. Đó, các em có thể đọc lại tài liệu, đọc lại kiến thức và sau đó mình highlight lại những cái từ khóa và viết lại nó dưới dạng sơ đồ hoặc viết lại nó dưới dạng các cái từ khóa chính, các ý chính thôi để chúng mình học về khổ thơ thứ 6 nha. Đồng ý không? Nào, ok chưa? Chị ơi, nếu hôm qua em không học được thì có được nhận tài liệu hôm qua không ạ? Tiếc quá. Tài liệu hôm qua thì chỉ những bạn nào điểm danh trong buổi ngày hôm qua ấy, đấy thì chúng mình mới được nhận tài liệu thôi. Nhưng em sẽ có cơ hội để nhận tài liệu của buổi ngày hôm nay. Đồng ý không? Hôm nay chị thấy số lượng các bạn vào học hơi khiêm tốn. Có nhiều bạn hôm qua vào học nhưng hôm nay lại vắng mặt. Bởi vậy mà chị sẽ không áp dụng cái hình thức điểm danh chụp ảnh như hôm qua nữa. Chúng ta sẽ có một hình thức nhận tài liệu khác. Chị sẽ đăng tải một bài đăng điểm danh để xem những bạn nào còn đang quan tâm ở trong khóa học này. Đấy, một bài đăng mà khi đủ một lượng các bạn tương tác nhất định thì chị sẽ đăng công khai tài liệu ở trên đó. Đồng ý không? Đấy, nhá. Thế nên rằng là buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tập trung ôn tập kiến thức của khổ 2, 3, 4, 5. Đấy, còn khổ 6 chúng mình sẽ tự hoàn thiện. Đồng ý không? Về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Như vậy là qua hai buổi học chúng mình đã cùng với nhau ôn tập về một bài thơ trọng tâm trong chương trình kỳ 2 lớp 9. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi học ngày mai để ôn tập tiếp tục bài thơ Viếng Lăng Bác này, bài thơ Sang Thu, bài thơ Nói Với Con nhá. Các em đồng ý không hay là thôi? Hay là thôi nhở? Chúng mình có muốn học tiếp vào ngày mai và ngày kia không? Các em có bị trùng lịch gì vào ngày mai và ngày kia không? Cũng khung giờ này, 7 giờ 15 tối thứ bảy, tối chủ nhật. Các bạn có vào học được không? Bình luận ở đây, bạn nào mà vào học được thì bình luận ở đây như một lời cam kết giúp chị nè. Như một lời cam kết là ngày mai chúng mình vẫn sẽ vào học đầy đủ nè. Có ạ, có ạ, Minh Anh có ạ này. Đây nhá, chị nhắc tên các bạn đã cam kết ở đây nha. Ngày mai mà không thấy vào học là chúng mình nói không giữ lời đấy nhá. Có bạn Duyên Anh này, bạn Minh Anh này, bạn My Vũ này, bạn Trần Thơm này, bạn Quỳnh Anh. Rồi. À, không biết là không ạ, bạn Phương Trần Bống ở đây không ạ, là ngày mai chúng mình không vào học hả? Có bạn Nguyễn Trinh này, có bạn Trần Vi này, bạn Ngọc Ngọc nhá. Đấy, các bạn ở đây điểm danh đấy nhá. Rồi, ok, có bạn Quỳnh Anh, có bạn Hồng Anh này, có bạn Thanh Thảo, bạn Xuân An, bạn Thùy Linh, bạn Lương Phan, đồng ý, có bạn Hoài, bạn Hải Anh, bạn Minh Chiết này, bạn Thùy Linh này, bạn Thanh Thảo, bạn Trang Đặng. À, Phương Nhân Bóng là có vào học, ok em nhá, có bạn Trà My, đồng ý, có Thảo Tiên nữa này, rất là nhiều bạn. Chị mong là ngày mai vẫn sẽ được gặp lại những gương mặt này và còn cả những bạn khác đã tham gia trong khóa học này nữa. Không hiểu sao chúng mình tham gia rồi mà lịch học đang diễn ra nhưng lại không vào xem. Có phải đáng tiếc không? Chị có giữ lại video không? Không em ạ. Đấy, không giữ lại video mà còn có nhiều bạn là chủ quan không vào xem như thế này. Thế mà nếu mà chị giữ lại thì có mà chẳng bạn nào vào học cùng với chị à? Đúng không? Đấy, thế nên rằng là chúng mình sắp xếp thời gian cố gắng 4 buổi thôi. Nhưng chị tin là 4 buổi này sẽ giúp cho các em có thể ôn tập và ghi nhớ nhanh, ghi nhớ lâu được về kiến thức của 4 bài thơ trong chương trình kỳ 2 đấy. Đồng ý không? Và đừng quên nhá, như ngày hôm qua chị đã bật mí, đó là những bạn nào mà muốn ôn tập lại tất cả các tác phẩm, không chỉ là các tác phẩm kỳ 2 mà còn là tất cả các tác phẩm trong chương trình ôn thi vào 10, thì các em có thể tham khảo ngay thông tin của khóa học chạy văn nha. Nghe từ cái tên là đã thấy rất tập trung rồi. Khóa học cuối cùng, khóa học ôn thi nước rút 20 buổi, học 3 buổi một tuần cùng với các bạn 2K9. Đồng ý không? Để chúng mình ôn từ kiến thức nền này, phương pháp này, rồi luyện đề này nhá. Đó, nên bạn nào mà muốn tổng ôn lại toàn bộ kiến thức thì có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu về khóa học chạy văn này. Và hẹn gặp lại các em ở trong buổi học ngày mai. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học chạy văn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Chị sẽ hướng dẫn cách để chúng ta điểm danh nhận tài liệu sau nha. Còn buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại chúng mình trong buổi học sau nhé. Bye bye.